Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh DVD nha. Hôm nay mình có những cái iPhone 7 Plus mất nguồn. Máy mất nguồn không lên nguồn các bạn, cắm sạc không báo gì, cắm vô máy tính cũng không báo gì luôn. Không nhận máy tính luôn. Giờ mình cũng biết bị gì, giờ phải mở ra và xử lý nó thôi. Các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Mình sẽ vừa làm vừa quay từng chi tiết từ A đến Z cho các bạn xem luôn cái cách xử lý một cái iPhone mất nguồn là làm như thế nào mà ha. Các bạn mới thì nhớ xem ủng hộ mình xem đến cuối video nha. Ok các bạn, mình đã mở cái màn ra được rồi. Rồi giờ mình sẽ đo cái coi thử có nó bị chạm không các bạn ha. Máy không chạm các bạn, mình đo trực tiếp nha, không chạm các bạn. Máy bình thường các bạn, mình đo bình thường. Giờ mình sẽ cấp bộ nguồn thử coi. Giờ mình sẽ cấp bộ nguồn vô thử nha các bạn, để coi có lên nguồn hay chạm như thế nào mà ha. Rồi cấp, khi mình cấp bộ nguồn vô thì mình nhấn nguồn, nhấn một cái thả ra các bạn, nhấn một cái thả ra đó. Ồ, lên dòng rất là cao các bạn, lên 0,6 mấy, 0,7 ampere luôn các bạn. Cái này là giảm bị chạm, gọi là chạm thứ cấp các bạn thấy không, 0,71 ampere luôn. Để mình thử lại nè, những cái mình thả ra các bạn, những nguồn cái thả ra đó, hoàn thế nào lên 0,69 0,71 luôn các bạn. Như vậy là cái chạm này là chạm dòng thứ cấp các bạn, khi mình cấp bộ nguồn vô rồi bị chạm. Cái này mình phải dò nóng các bạn. Thường thường một cái máy bình thường mà không chạm á, là mình, các bạn cứ lấy một cái máy ok các bạn thử á, là khi nhấn cái thả ra là nó lên 0,1 0,09 là nó xuống đó các bạn. Để mình gắn màn hình xong rồi mình kẹp bộ nguồn mình thử các bạn ha, không dùng pin, mình sẽ kẹp bộ nguồn mình sẽ thử coi nó lên không, nó lên gì không. Đó, các bạn thấy không, kẻ vỡ nguồn lên luôn, nó vẫn chạm, không lên nguồn mà nó vẫn lên chạm các bạn, chạm 0,70 ampere, 0,7 ampere các bạn, không lên nguồn các bạn ha. Cái này gọi là chạm dòng thứ cấp các bạn, khi mình đo là không chạm các bạn thấy không, đo không chạm, gắn vô bộ nguồn vô không chạm, khi mình mở nguồn nó mới lên dòng cao. Chạm như vậy mình gọi là chạm dòng thứ cấp các bạn. Giờ mình sẽ rời cái bo ra để mình xử lý nó nha.
Rồi các bạn, mình đã tháo rời cái bo ra rồi ha. Đây, thấy máy cũng có người xử lý được các bạn, nhưng mà vừa còn đẹp, máy cũng còn đẹp các bạn. Giờ mình sẽ cấp bộ nguồn vô cho nó nha. Thì để mình dò thử coi nó nóng phần nào, chạm phần nào các bạn. Nó lên không phải mấy ampere đó, là không phải 6 mấy, không phải 7 ampere đó, là nó sẽ nóng, nó sẽ ấm một cái vùng nào đó các bạn. Giờ mình sẽ kiểm tra coi, xác định coi thử nó ấm cái vùng nào các bạn ha. Cấp bộ nguồn mình sẽ mở nguồn lên. Rồi. Lên. Nó lên nó treo như vậy thôi các bạn. Đây mình ướm vùng. Nó nóng ở vùng này các bạn nè. Đó, đây vùng này nó nóng ấm ấm nè. Đó, giờ mình sẽ xông khói nhà thông các bạn ha. Thì mình lấy một cái nhà thông, mình cho một ám một lớp khói nhựa thông lên cái vùng nóng nóng mà mình này. Rồi cái con mình thấy cái gần gần cái con này nó nóng, cái vùng này nó nóng các bạn. Giờ mình cho một lớp khói nhựa thông lên đó ha, rồi mình sẽ cấp lại coi coi chính xác là con nào bị chạm các bạn ha. Sẽ ám một lớp nhựa thông như vậy ha. Nó các bạn thấy lớp nhựa thông nó rất trắng lên không? Rồi. Tí mình cấp nguồn vô thì con nào nóng đó, thì nó sẽ làm cái nhựa thông tan chảy ra các bạn, cái khói ra tan chảy ra ha. Rồi giờ mình sẽ kẹp bộ nguồn, cấp nguồn cho nó nhé các bạn. Để con nào mà sẽ nóng á, con nào chạm á sẽ làm tan chảy chỗ nhựa thông đó, đó. Mình sẽ mở cái đúc nguồn lên luôn. Rồi các bạn quan sát nha. Rồi mình thấy cái con đen đen IC đó, nó mình đưa vô kính hiển vi các bạn. Rồi sau một hồi mình quan sát các bạn, thấy cái con này là rung các bạn, con này xử lý rung. Nó bị chạm, đây con bên này quản lý rung các bạn, nó sẽ chạm nóng con này. Nhưng mà con này thường thường là không chạm đâu, xung quanh con này có mấy con tù nữa các bạn. Đây và có cái sơ đồ này, đây có hai con tù mà hai con tù chính, nó sẽ chạm hai con đó làm cho nóng của IC các bạn. Giờ mình sẽ dùng đồng hồ, mình sẽ đo hai con tù này, coi con nào mà chạm mình sẽ cách ly con đó bỏ nhé các bạn. Que đỏ các bạn chọc mát nha, que đen các bạn vô hai đầu tù này. Đây mình thấy con này là chạm bạn, con này đó, thấy không, con này ok, con này chạm các bạn. Đây, chân này chân mát nè, con này ok này, đó chân này là bị chạm đó bạn, con này bị chạm. Giờ mình sẽ cách ly con này ra. Các bạn dùng cái nhíp lại nhẹ nó ra thôi bạn, đó thấy không, con nó bị chạm các bạn. Giờ mình sẽ đo lại thử coi nha. Cái đỏ chọc mắt nha, cái đèn chọc vào đây, ok, vậy là vì cái con đó đâu bạn.
vì con tù đó nó chạm không ạ, tù đó nó chạm rồi. Ok được các bạn, mình đo lại ok. Vậy là cái con tù đó các bạn ha. Đây các bạn đo thử cái này thì nó bị chạm này. Con tù này chạm nên làm cho cái xe nó nóng lên các bạn. Rồi để mình đưa ra ngoài thì mình đo cho các bạn xem này. Đây công cụ mà mình gỡ ra đó bạn này, mình đo này hai đầu ha, muốn chỉ biết chính xác là thấy không, con tụ bị chạm các bạn thấy không, mình đo hai đầu con tụ bây giờ thành một dây đúng không ạ, nên nó chạm á, nó làm nóng con IC đó đó, mình cách ly bỏ nó luôn các bạn. Con nó không cần thay thế không được các bạn, vì nó là một tụ điện lọc mát á. Rồi giờ mình sẽ kẹp lại buồng nguồn và cấp lại nguồn cho nó thử coi nha. Rồi lên dòng lên bình thường các bạn thấy không, lên 0.8 là 0.9 là xuống nữa các bạn, như vậy là máy lên nguồn ok các bạn ha. 0908 là rớt thôi, nó không treo như hồi nãy nữa. Rồi như vậy là ok, để mình ráp vô thử nha. Rồi giờ mình sẽ ráp máy vô nha. Rồi máy ok, lên ok rồi các bạn, máy chạm nguồn ha. Do cái con tụ đó các bạn nó bị chạm nên nó làm cho cái máy nó không lên nguồn được các bạn ha. Giờ mình sẽ tách nó ra thì xử lý nó là nó ok thôi các bạn. Mình cũng quên hỏi cái mật khẩu của khách rồi. Như vậy là mình đã xử lý xong cái va chạm đó các bạn ha. Cái iPhone 7 Plus chạm mất nguồn, để mình cắm sạc vào thử coi nha. Ok, vào sạc luôn. Rồi mình đã xử lý xong cái iPhone 7 Plus chạm mất nguồn các bạn ha. Rồi các bạn cứ theo dõi làm cái quy trình làm chạm giống như mình làm cho các bạn. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bạn nào thấy hay thì nhớ like và chia sẻ kênh cho mình với nha. Bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video sau nha. Xin chào tạm biệt các bạn.